bạn, chúng mình đang ở cầu Hàm Rồng của sông Hương Đà Nẵng. Tí nữa là sẽ diễn ra cái con rồng màu vàng đằng sau này sẽ phun lửa và phun nước, mà cái lịch sử của phun lửa phun nước của rồng ở trên cầu Hàm Rồng sông Hương thì quên bao giờ nhỉ, ở Đà Nẵng ấy, là cứ đến thứ bảy thì họ lại tổ chức cái cảnh này. Mọi người rất là háo hức để ở đây để xem là rồng phun lửa phun nước như thế nào. Bây giờ thì chưa đến lúc, đến giờ phải 9 giờ thì bắt đầu mới có cái hiện tượng rồng phun lửa phun nước, nên là bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái cảnh đẹp ở bên cạnh cái khu vực rồng phun nước nhé, bạn hãy đón xem nhé. Đấy, đẹp lắm. Cây điện trái tim này, toàn bộ điện trái tim đỏ hồng rất là đẹp. Người đến xem cũng đông lắm nhưng mà chưa đến giờ nên là chưa tổ chức ra vụ này. Rất là đông người đến xem. Đi ra đi quay cái đẹp chưa? Chị đi theo em chưa? Đẹp lắm. Những cái điểm là điện hình trái tim đẹp lắm. Đẹp lắm. Bên cạnh cái hồ nước này, điện hình trái tim này. Đó, bên kia là có cái hiện tượng gọi là cá chép hóa rồng. Đó. Hình tượng thì là con cá chép nhưng mà lại là phun nước ra, giống như con rồng phun nước ấy, là gọi là biểu tượng là cá chép hóa rồng. Đấy, phun nước xuống rất là đẹp ở cái hồ này. Bên kia bờ hồ là thành phố Đà Nẵng, rất là đẹp luôn. Giới thiệu cho các bạn được biết cái phong cảnh đẹp này. Đấy, lung linh huyền ảo luôn, rất là đẹp các bạn ạ. Đây là cá chép hóa rồng. Con cá chép nó đang phun nước ra, gọi là biểu tượng cá chép hóa rồng. Đẹp lắm luôn. Như sao. Sông này tên là sông gì nhỉ, em đã quên rồi nhỉ? Sông này. Con sông này tên là con sông gì hả em? Sông này là sông gì ạ? Sông Danh hả? Sông Hàn. À, sông Hàn hả? Cầu Hàm Rồng trên dòng sông Hàn hả? Dòng sông Hàn. Nãy nghĩ mãi ra là sông gì. Đó. Các bạn đã quan sát con rồng màu vàng. Đó, đuôi rồng này, mãi ở cuối cái cầu Hàm Rồng là có đuôi này, lên cái lình của con rồng này. Gần chỗ này là hơi bị vướng cái cây. Ở đây chị ơi, như thế nào được vướng nên là đẹp lắm đó. Tí nữa là nó sẽ phun lửa và phun nước. Từ bé giờ mình chưa được xem cái hiện tượng này bao giờ. Đó, đứng đây quay lại gần cho các bạn xem nhé. Lại nè. Phần đuôi của rồng này. Trên cầu Hàm Rồng, con rồng màu vàng đuôi này, mình của con rồng này. Đó, đến với mình của con rồng này, màu vàng này. Và sang đến phần này là quan sát, nó sẽ là đầu con rồng, đầu rồng này. Đó,
tí cái đầu này sẽ phun lửa và phun nước ra ở cái miệng của con rồng. Bạn sẽ theo dõi nhé, theo dõi video của mình nhé, giới thiệu lại con rồng này rất là dài luôn. Thực tế là đẹp lắm nha mọi người. Hướng đầu của cái cô kia che hết cả cái đuôi của con rồng rồi. Đó. Đấy, giờ con rồng đã điện, nó đã đổi màu xanh này, rất là đẹp. Đấy là màu vàng, bây giờ đã là màu xanh rồi này. Màu xanh nước biển, tí lại đổi màu nữa đấy. Quân nhà mình vẫn ngồi đấy thôi chị ạ, đến ra đấy vẫn ngồi đấy thôi mà. Tí nó lại đổi màu nhá, con rồng tí nó lại đổi màu này. Đấy bây giờ là đổi màu, màu xanh cây rồi này, phải không? Giờ lại đổi màu xanh cây rồi này. Đẹp lắm nha mọi người. Siêu đẹp, con rồng này là màu xanh cây, tí nó lại đổi màu nhé, đẹp không? Gái nhị thư, rồi đứng thế này là nhìn rõ, rồng nó đổi màu xanh cây tươi, chắc lại đổi màu bây giờ. Yêu yêu thôi, để cho đi chơi thoải mái, còn sao? Ở đây là cầu hàm rồng bắc qua dòng sông Hàn. Nãy mình vướng cái cây. Nãy mình này cứ bảo là dòng sông danh hay là gì. Đấy con rồng lại bắt đầu đổi màu kia. Đấy lại đổi màu vàng. Bắt đầu cái đuôi nó đổi màu dần nhỉ. Đấy chuyển màu vàng rồi. Đang đợi rồng tí nó xem đổi màu gì nhá. Vào cái khúc chim xuống, một khúc chim xuống. Đi con nào em đi thoải mái nhá. Đi thoải mái đi ạ. Nó đi được thì đi được. Anh nhá, là sao mà cách lòng. Đẹp nhỉ. Đây là màu vàng sẫm này. Ngồi cả đây thì con rồng sẽ phun nước phun lửa sẽ không ảnh hưởng đến đây chị nhỉ. Ở chỗ gần kia mới sợ chứ còn làm sao mà nước ở tận đây được hả? Thế nhưng bây giờ thì chưa đến đấy, chưa đến lúc đấy cho nên họ mới đứng trên tàu. Quá đẹp luôn. Các bạn chờ lát nữa là mình sẽ quay nhé. Rồng phun lửa đấy. Rồng phun ngắn lắm chị ạ, không phải phun tới mãi ngoài phải không? Nóng. Dầm phun lửa đấy. Khói kìa, khói mãi trên cao kìa. Thế rồi. Mấy phút nữa nó mới lại bắn lại. Mấy phút nữa lại bắn lại không? Bắn 3-4 lượt cơ. Thế hả? Mấy phút nữa lại bắn lại. Xong bắn 3-4 lượt nữa. Thế xong nó lại phun nước lên này hả con? Vâng, lửa xong thì bị ánh nước. Ừ. Tức là phun cái lửa này chỉ ngắn thế thôi thì chứ nó không dài nữa ra hả? Vâng, vâng, có phải. Qua được đi xem rồi. Alo anh. Vâng, em ăn chơi rồi.
chuẩn bị dừng xong rồi tí nữa bấm máy quay xem lại từ đầu. Độ 25 giây. Ừ. 25 giây. Cô tắt đi xong là giờ chuẩn bị. Cô tắt đi xong cô ấn chế độ video tí nữa ấn mới đẹp. Thế. Lại bắt đầu đấy. Đấy. Quay ngang điện thoại ra nó mới hết cả đầu tàu. Là sẽ phun phải không? Màu xanh thì chưa phun. Đồng này, đồng. Bắt đầu đấy. Chín lần. Tại sao không cho luôn 10 lần đi cả? Cô có tưởng là phun trong một mạch hết đấy chứ? Không, nó còn bơm với cô, kiểu bơm bơm. Như người ta cố tình để vậy cho nó có màu màu ấy sao? Màu vàng. Để chuyển màu. Cô ra tận đây, ra tận đây, rất là tận đây. Phun nước kìa, ôi dồi ướt lên tận đây. Con này này chạy hết đây này. Ôi dồi ôi. Quay cho đúng cái kia chả thấy gì. Thế này thì chân cầu làm sao mà chả ướt hết. Vâng, qua họ mang ồ mà. Ừ. Qua cho đứng góc kia nó. Mình ở đây mà nó còn bụi chúng tận đây như mưa nhỏ. Kiểu gió nó tạt. Gió nó tạt nó thổi. Tức là cái hạt này nó nhỏ mà. Cái hạt nước nó nhỏ nó mới tạt lên đây. Họ mang ô đi. Có người họ mang ô. Đi. Muốn đẹp thì phải nhận đúng không? Còn một lần nữa. Ừ. Này, phun nữa rồi là nước này. Đấy. Nước này con rồng nó chuyển màu xanh thì bắt đầu phun nước. Tiếp chưa? Thôi rồi, thôi. Là ướt á. Dòng phun nước trên sông Hàn. Nước bây giờ nó rơi về bên này đấy. Vâng. Ôi nước ở trên cao nó rơi xuống. Bắt đầu đấy, bắt đầu nữa đấy. Không hết. À chưa.
chưa thấy gì. Thế này thường như chỉ phun thế thôi hả con? Vâng, hết rồi. Thường, thế thường cả năng hết rồi.